Những tháng đầu năm nay, việc quản lý bệnh nhân lao gặp nhiều trở ngại do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và mọi hoạt động y tế cơ sở đều tập trung cho công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh đó, hoạt động điều trị lao, đa kháng thuốc tại các bệnh viện góp phần hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, giảm chi phí đi lại ăn ở cho bệnh nhân lao. Ghi nhận của nhóm phóng viên nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3. Xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc là một trong những địa phương được Trung tâm Y tế huyện đánh giá cao về công tác quản lý bệnh lao. Trung bình mỗi năm, trạm y tế của địa phương này khám sàng lọc 30 bệnh nhân nghi ngờ mắc lao, lấy 15 mẫu để xét nghiệm, chẩn đoán bệnh. Qua công tác này, mỗi năm phát hiện từ 3 đến 6 ca bệnh lao. Do phát hiện sớm nên các ca bệnh được điều trị khỏi nhanh, không lây lan ra cộng đồng. Đối với những người mà có dấu hiệu thì chúng tôi sẽ khi đến trạm y tế thì chúng tôi sẽ tư vấn để lấy mẫu đờm vận chuyển cho bệnh nhân lên trên trung tâm y tế để xét nghiệm. Đối với một số những bệnh nhân thì cái việc lấy đờm rất là khó khăn, khi mà đến với trạm y tế thì đờm của bệnh nhân hầu như là không còn, thì bắt buộc chúng tôi phải về đến cử cán bộ về tận nhà và lấy mẫu đờm tại nhà gia đình và vận chuyển về trung tâm y tế để trung tâm y tế xét nghiệm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn trong hoạt động phòng chống bệnh lao. Nguyên nhân là do tất cả hoạt động chuyên môn đều ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, dẫn đến y tế cơ sở thiếu nhân lực. Không những vậy, nhiều người dân có tâm lý e ngại đến cơ sở khám chữa bệnh vì sợ lây nhiễm COVID-19. Vì thế, không ít ca bệnh chỉ được phát hiện ngẫu nhiên khi người bệnh đi cấp cứu mới được chẩn đoán và bệnh đã ở giai đoạn nặng, phải điều trị nhiều ngày. Lần thứ hai thì là tôi về được 12 ngày thì là tôi lại bị theo với lại cái ban đầu. Thế nhưng mà nó là có cái nhẹ hơn một chút. Thế thì tôi lại xuống cũng vẫn là đi cấp cứu. Tôi cũng lại đi Bạch Mai để khám tổng thể. Thì trên đấy là bảo là phổi là vẫn còn hơi lốm đốm rỗ. Thế nhưng mà có đốm trắng thì về là điều trị thì xong là tôi là khám theo định kỳ. Ở đây 2 lần thì đều là lần nào cũng mỗi một lần là nó liền sẹo và nó ổn định thêm một chút. Số lượng người bệnh nhân lao trong 2 năm vừa qua thì đã giảm rất là nhiều. Đặc biệt là trong năm 2021 thì chúng tôi phát hiện giảm khoảng gần 50% so với những năm trước mà khi có dịch. Chúng tôi nhận thấy là cái số lượng người bệnh trong 2 năm vừa qua đến bệnh viện phổi chúng tôi là số lượng người bệnh mà có dấu hiệu triệu chứng thường khá nặng so với những năm trước, và rất nhiều trường hợp mà khi đến với chúng tôi thì đã xuất hiện là có ho ra máu. Trong dịp ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 năm nay, bệnh viện phổi đã hướng dẫn các trung tâm y tế tổ chức chiến dịch truyền thông với chủ đề giảm thiểu tác động của COVID-19, tập trung nguồn lực tăng cường phát hiện bệnh lao. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao và truyền thông nâng cao kiến thức của cộng đồng để phòng bệnh. COVID-19 và lao là 2 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan qua không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đối với bệnh lao, việc chủ động phát hiện sớm sẽ được điều trị nhanh khỏi bệnh, giảm nguồn lây lan đối với cộng đồng.